Ơi, chờ tí. Cho cái này vào để giữ lại tất cả những cái phôi gỗ. Đấy, bởi vì cái cục này nó siêu hiếm, siêu đẹp và siêu đắt. Cho nên là từng cái mùn gỗ này cũng phải giữ lại hết. Đây là quá trình mà chúng tôi chế tác nên tác phẩm tiểu cảnh gia đình trên phôi gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Và quá trình phá phôi này mới thấy cái hương thơm nhân sâm của cái loại gỗ này thực sự là khác biệt và hiếm có. Cái mùi hương nó toát ra từ những cái nhát đục cũng như là những cái nhát phay vào, làm cho cái hương thơm và cái sự sảng khoái trong người anh thợ đục cũng cảm thấy rất là vui hơn và phấn chấn hơn. Với cái chất lượng phôi thuộc cái loại 1A+, gồm có những cái tố chất như là đen chìm, thấu quang, kết tuyết như thế này, thì những cái vụn gỗ người ta còn đang bán lẻ là từ 3,5 triệu cho đến 4 triệu 1 kg cơ. Vậy nên là chúng tôi phải quây kín để gom hết tất cả những cái phần vụn, phần nhám đục để gửi trả cho bác khách, vì đây là quyền lợi của bác ấy. Nên các bác cũng yên tâm là đã làm với tranh gỗ Bùi Gia thì chắc chắn là sẽ chuẩn đến từng chiếc nhám đục nha các bác ơi.